Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta đến với con này thì heo chơi cho vui thôi, nhưng mà nâng hình như là nâng sai rồi các bạn ạ. Biết sao nói vậy không? Nhìn nè, cái lệnh bài này lấy ở đâu rồi ta? Dùng kho bản hả? Ok, đây, cho các bạn xem. Hình như là nâng sai rồi. Mấy anh top đi có đội hình 3 đứa, mình nuôi cho tới 5 đứa, đi sao lại? Đây, biết là server mới, nhưng mà server mới mà mấy anh top chơi có vậy không à? À, lập chiến nè. Ui, ông này chắc là 2, 4, 5. Mà ở đằng sau là số triệu. Số triệu là 6 đúng không? 7, 8, 9, 259 tỷ lực chiến. Rơi hả? Ôi ôi, này là Trương Liêu đúng không? Hình như là Trương Liêu hay là con gì nè. Ôi ôi, đi hình như là ủa sao mà mấy con tướng Hoàng Kim này cộng lên được ta? Đó. Ủa vậy con nào là con ác chính vậy? Con này không phải là... Nè đi có 3 con à anh em. Ừ người ta đi có 3 con à. Đó. Ôi, mấy con dưới này kích tướng nè ha. Wow, này là bét hay gì vậy? Ôi ôi, ở dưới này nó kích tướng nè. Ôi 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 ôi. À vậy là con này là tướng chính. À ok, con này là tướng Hoàng Kim. À, nhưng mà heo không thích đội hình này, không thích cái đội hình này cơ. Đội hình này nhìn nó khá là ngon nè. Đó, và đây có Quang Vũ hả? Quang Vũ lên tướng Kim cộng 3 hả? À, đang để cho chúng ta học hỏi nè, mà không biết server này chơi có lâu hay không. Ok, ở đây nữa nè, đội hình cũng 70 mấy tỷ lực chiến. Đó, cũng Quang Vũ ha. Thấy Quang Vũ là người ta ưa xài hơn. Nhưng mà giờ thấy được ông xài được bộ đội hình 4 con nè. Trời ơi, đã nuôi 4 con này cũng nghèo luôn á. Này chủ à. Ok, cũng tướng Kim cộng 3. Kim cộng 3. Kim cộng 3. Nói vậy chứ heo cũng không biết chơi các bạn ơi. Thấy nghe nhiều anh em nói hay thì mình cũng bắt trước, mình nói là hay thôi chứ mình có biết gì đâu. Heo thì có nhiều tướng thì nhét vô hết luôn. À, lên level cao thì có thể bỏ qua được trận đấu nè hả? Rồi, nhìn thấy vậy là mấy ông này là biết chơi rồi, đội hình 4 con rồi nè hả? Heo thì tính đi heo nước quần hả? Ôi trời ơi, mà sao nó có... À, nó chuẩn bị lên nộ hả? Mình ăn nổi không ta? Ok ok, chuẩn bị có nộ nè, đánh nộ nè. À, đây đây đây. Ủa bên kia nó nộ trước hả? À, rồi chắc đi luôn rồi quá. Ôi 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 ôi, rồi 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 rồi, má con tướng chính chết rồi. Ủa nộ vậy thôi đó hả? À, nè có thể bỏ qua được trận đấu nè. Rồi chúng đọc rồi. Rồi đi luôn rồi. Ui. Ủa sao nó đẹp vậy ta? Ủa con tướng của nó đẹp ghê luôn á. Ủa sao mà nó có kỹ năng đẹp vậy, còn tướng của mình không có kỹ năng đẹp vậy các bạn ơi. Ok, ôi ơi, chủ yếu là heo thấy đẹp heo chơi thôi chứ có biết gì đâu. Ôi ơi. Ok ok, nhìn là thấy đội hình mình thua chắc rồi. À nhân 3 được nè anh em. Ok, heo tôi đang tính là sau cái video này heo sẽ chuyển về ha, chơi làm một cái app mới để mà chơi con Quang Vũ. Thấy nhiều anh em chơi Quang Vũ thì mình bắt trước chơi heo thôi. Ui có ai nào hắn không ta? Ui tự nhiên sao con này nó đánh trâu vậy? À nhớ rồi, có bộ trang bị đỏ. Thấy đồ
bộ trang bị đỏ vậy mà ngon dữ ta. Đang cũng tính là kiếm một con tam quốc để cài cốt ha. Đang tính là không biết lấy con thiếu niên danh tướng Ba Quy hay là con danh tướng Ba Quy này đây. Con này là danh tướng Ba Quy, con kia là thiếu niên danh tướng Ba Quy. Con này thì chưa chơi bao giờ, con kia thì ngày xưa cũng đã từng chơi rồi. Mà cái ạc hình như vứt ở đâu mất tiêu rồi. Đỏ, ừ mày chết chắc rồi con. Yeah, cuối cùng mình tưởng mình thua mà cuối cùng mình thắng rồi các bạn à. Hình như là nhờ bộ trang bị đó, chứ không có bộ trang bị là nó đi tâm rồi. Ủa, nhưng mà con này sao mà nó trâu như vậy, nó chưa chết luôn hả? Ui man, sóc da vậy. Ôi chưa nữa hả? Ủa alo, nó hết máu rồi mà. Ui giờ nó mới chết kìa. Ôi má lên có top 6000 mấy mà cực dữ rồi trời. Ui cặp này tới 2 triệu lực chiến. Mấy anh mấy chị cày cây mà chơi căng quá. Đội hình nè, như là chưa mở được cái này à, 26 mới mở được đội hình tiếp theo hả? Hôm bữa à, kia vô test mở được tướng ngon rồi, giờ đây không mở được tướng ngon đâu rồi. Quen Vũ, ủa Quen Vũ không có đây hả ta? Hay là bên tướng này? Ơ sao Quen Vũ lại ở đây? Ui từ tướng tướng này mà nâng lên gà nuôi lâu dữ ta. Theo tưởng đâu là dễ nuôi, ai ngờ nuôi từ tướng cam mà lên á hả? Ui man, nuôi từ tướng cam mà lên tướng đỏ. Có lộn tướng tướng vàng luôn. Ở bộ một chặng đường hơi bị dài đó. Biết là mình có kiên nhẫn để mình chơi nó lên cao vậy không nhỉ? 25 à, 5 cấp là cộng 1 lần, 5 cấp cộng 1 lần. Thể lực đâu ta? À, thể lực 800 kìa. Ôi nó không có bỏ qua được này hả? Trời ơi. Ok, được đánh được ai tiếp theo à. Gì đây? Lôi đài gì nữa đây? À đi farm và cái gì farm đạp farm bạc. À đi farm bạc. Thôi nhìn là cũng biết rồi. Nè con này là nhờ cái bộ đồ. Đây đây đây. Đâu nó đâu? Đây. Nè thấy không? Nó có bộ đồ nè. Đó, chứ nếu mà nó không có bộ đồ thì chắc hồi nãy nó cũng thua rồi. U cộng một phát. 45 rồi hả? Má một mình con này không xách bộ đồ đi là đủ rồi. À, bởi vậy ta nói lúc đầu không biết chơi, mua tầm bậy tầm bạ, nâng tầm bậy tầm bạ. Bây giờ okay. Đây là kênh là trước là nhiều anh em yêu cầu tìm con danh tướng Ba Quy vậy hả? À, giờ có danh tướng Ba Quy rồi. À, phiên bản này thấy ra khá nhiều server, chắc là cũng chơi cày cuốc được lâu á. Đấy, cũng nhiều anh em Việt Nam vô chơi lắm nha. Ayo gì nè, mà sao heo đặt cái tên này không được ta? Không đặt được tên ký tự Latin nha. Thiệt luôn á. Mà đặt được ký tự Latin thì nói làm gì nữa? Chi làm đẹp mỏi. Ủa cái này không bỏ qua được trận đấu hả ta? Ủa nhìn mình biết mình thắng rồi mà mình bỏ qua không được. Nói chung là cái này là gán là lên được level 16 là mở được nhân 3 nè ha. Và bỏ qua được trận đấu rồi này nọ. Cố gắng thì sẽ có may mắn thôi. À, leo tháp được. À, ok.
thấy server Việt Nam thấy nhiều anh em chơi là nuôi lần 5 con. 5 con tướng nhìn đẹp ghê luôn. Bên này thấy anh em nuôi có 3 con, 4 con à. Nhìn khá là buồn vậy. Tướng người ta đẹp vậy nè mà nuôi có 3-4 con à. Trời ơi. Nào lên nữa nè hả? Lên được 25 chưa ta? Mở tướng đồ này nọ. Rồi con này heo cũng không rành nữa hả? Đó thì vô test tí hả? Cho anh em nào chưa xem thì có thể xem lại. Mà xem rồi muốn chơi thì kéo xuống phần mô tả hả? Đó, rồi nhận quà này nọ thì có kế bên cái link tải game thì có cái hướng dẫn game. Các bạn chịu khó giúp heo là ngó qua cái đó để mà biết cách chơi cái hả? Đấy, còn không thì mò mẫm thì cũng hơi bị bớt. Dán lên 25 nhét quen vũ rồi chứ không dễ đã. Có biết chơi gì đâu. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Khoan, khoan. Lên 26, 26. Quay tướng. Chỗ quay tướng nằm đâu ta? Quên mẹ nó rồi. Phải ở đây. Ủa, cái này năng động nè các bạn. Năng động nó cho mấy cái vé này để làm gì ta? Cũng không biết luôn. Cái chỗ quay tướng nó nằm ở đâu rồi nhỉ? Không, mấy cái chỗ này đâu phải. À, hình như là đây. Ủa, này shop. Này đội hình. Này tướng. Hình như là đây. Không có chơi nên không rành, anh em không cảm nha. Nào, 300 là quay là mở tới đây luôn. À, đúng rồi, nhưng mà nếu mà quay lên cao thì chúng ta có thể chọn được hả? Mà không có bỏ qua cái trận bỏ qua cái này ta. Quay mở được hai cái luôn kìa, động trác đúng không? Động trác. Ok ok. Hình như quay 10 lần đúng không ta? 10 lần là 100 vé. Nó sẽ cho chúng ta chọn. Biết đâu là quay ra được Quang Vũ thì sao. À, nhiều khi cũng đúng anh em. Quang Vũ là tướng cam á, nên là dễ kiếm hồn hơn. Chứ lên cao quá thì mấy con tướng kim, tướng đỏ đồ thì khó kiếm hồn. À, cũng có thể. Ok. Mà chưa cho chọn. Không biết sao chưa cho chọn ta. Ok. 5 rồi. Cố lên, cố lên. 5 lần nữa. Vậy là quay hết 300 vé chiêu mộ luôn nha các bạn. Ok, gán ngồi với heo 300 vé chiêu mộ nữa luôn ha. Lộn rồi. Cái chỗ đó bấm vô. Nó lụm hết mấy con ấy. Nó phân rã, nó phân giải gì đó hết. Đây là ok luôn. Đâu rồi, đâu rồi. Đó, lụm luôn, lụm luôn. Nào, một lần nữa là hình như là mở được cái phần chọn rồi. Okay. Đó, đúng rồi. Đâu rồi. Này đúng không? Gia các lạng nè, như là nó đó. Tới đi. Nào, Quang Vũ. Ok, Quang Vũ. Trời ơi. Ủa, kiếm Quang Vũ có tới vậy hả ta? Ui, tướng đỏ nè, ông nào mở được tướng đỏ nè, phải không? Rồi, không có rồi. Bấm ở đâu mà bỏ qua được cái hoàn cảnh này ta? Đây, ở trên đây thì chúng ta đã chọn được Quang Vũ một lần nè ha. Ok. Mấy con dưới này. Có đáng đi ra là quay ở đây sẽ được Quang Vũ chứ nhỉ. Ok.
còn 17 lần quay để quay luôn hết hả? Để coi nó sẽ ra những gì. Dạ, quay ở đây mà ra được Quang Vũ chắc vui lắm á. Còn lại heo chưa biết là quay Quang Vũ ở đâu cả anh em ơi. Ui, quay ở đây mà ra được tướng đỏ luôn hả? Wow. Ui, triệu phấn. Trời, mình chỉ cần Quang Vũ thôi, đâu có cần tới triệu phân như vậy đâu. Trời ơi, ngon vậy ta. Ui, xác sức quay ra được tướng đỏ ở đây luôn. Đôi khi chúng ta chỉ cần có triệu phân thôi, cái lòng Quang Vũ thôi. Triệu Vân thì hơi quá tai rồi. Ok, cái này là đang đi test thôi nha các bạn, chứ không có biết chơi gì đâu nha. Nhiều ông là bảo tôi biết chơi này nọ đi, tôi chạy vậy, biết chối á, tôi không có biết chơi đâu. Hãy vậy chứ mai chiều chắc nhảy về con thiếu niên danh tướng Ba Quy quá. Luôn bị hoài luôn á, không ra được Quang Vũ. Hình như Quang Vũ chỉ để chọn thôi gì á. Còn có 8 lần nữa à, thôi cố lên, biết đâu may mắn nè, có anh Khoa nào nè, thấy không đó. Mình má tức không tìm được. Ôi ơi, không tìm được. Ui tức kim rồi đúng không? Không đặt được tên chữ Latin là thấy buồn rồi đó. Trời ơi, nãy giờ ra nhiều luôn á mà Quang Vũ không ra các bạn ơi. Hay là mình đi nuôi con đó nhỉ? Dịp không? Hai con mà chả con nào dùng được. Rồi còn 3 lần nữa. Hay là heo không biết dùng gì đó. Ok, tới luôn bầu ơi. Ok, rồi hết luôn vé cuối cùng. Còn 2 lần nữa hả? Rồi nào. Ui, 2 con tướng cam. Hoàng Trung nè hả? Rồi đầm cuối. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Quay 30 lần, được 1 lần được tướng đỏ. Rồi, ok. Mà không ra được Quang Vũ, khá là buồn về việc đó. Rồi, Quang Vũ. Đây. Ok. Hey, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Okay. Wow, wow.